Thưa các đồng chí và quý vị, nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2021, ngày 26 tháng 7, Đoàn Công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do Thượng tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn, đến viếng hai đền thờ liệt sĩ trên địa bàn xã Hòa Long và xã Long Phước, thành phố Bà Rịa. Ngay sau lễ viếng, đoàn công tác cũng đã đến thăm tặng quà hai gia đình là con liệt sĩ đang sinh sống trên địa bàn xã Long Phước. Cùng ngày, đoàn cũng đã đến viếng đền thờ liệt sĩ tại các địa phương Quỹ Đất Đỏ và Quỹ Long Điền và thị xã Phú Mỹ. Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình thiếu tá Nguyễn Thành Trí, cán bộ đã từ trần khi đang thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly trong phòng chống dịch COVID-19. Do năm nay, ngày 27 tháng 7, rơi vào thời gian tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, nên các hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ cũng đã được thực hiện giản lược, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa giữ được sự trang trọng tri ân với các gia đình thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng. Theo đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã ủy quyền cho Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tổ chức các đoàn đi viếng hơn 30 đền thờ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, cũng như thăm hỏi tặng quà các gia đình thương binh liệt sĩ tại địa phương tùy điều kiện thực tế.